Kính thưa ban giám hiệu, tất cả các thầy cô cùng các em học sinh thân mến, thay mặt tập thể lớp 1.10, tôi xin gửi những lời chúc đến tập thể nhà trường và các em học sinh năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Một mùa xuân nữa đã về, đâu đó chúng ta cũng có thể nghe thấy những giai điệu thân thương của mùa xuân. Và đó cũng chính là những cung bậc cảm xúc khiến bất cứ ai cũng hân hoan, phấn khởi. Mùa xuân đem đến cho cuộc sống một sức sống mới, những niềm vui đoàn tụ, khởi đầu những khát khao, hy vọng. Mùa xuân khiến vạn vật sinh sôi, cây lá đâm chồi nảy lọc, ngàn hoa đua nhau dâng hương khoe sắc thắm, và con người dâng tràn nhựa sống. Và hôm nay, tập thể lớp 1.10 đang sống trong không gian ngày hội vui tươi, nhộn nhịp với chương trình văn nghệ đặc sắc chủ đề mùa xuân. Và sau đây xin mời quý thầy cô xem những tiết mục văn nghệ. Xin chân thành cảm ơn. Nhà rất vui, mẹ đem may áo mới nha, ai cũng vui mừng ghê.
em đã lớn biết đi thăm ông bà. Sắp đến Tết rồi, đêm trường rất vui. Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui. Mẹ đừng may áo mới nhé, ai cũng vui mừng ghê. Mùa xuân này em đã lớn biết đi thăm ông bà. Rồi đêm trường rất vui, sắp đến Tết rồi về nhà rất vui. Mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng ghê. Mùa xuân này em đã lớn biết đi thăm ông bà. Sắp đến Tết rồi đêm trường rất vui, sắp đến Tết rồi về nhà rất vui.